bên em sẽ tiến hành cải tạo cái đất trồng lúa lâu năm này thành một cái bể để nuôi ốc. Thì nếu mà các cái bạn nào mà muốn lập nghiệp á, thì đây sẽ là một cái bước mà chúng ta lập nghiệp gọi là ít đầu tư nhất. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Cua Đen Đồng Tháp. Thì nhân dịp hôm nay bên em tiến hành đo đạc cũng như thiết kế để chuyển đổi mùa đất ruộng. Thì đây như mà kia bà con thấy đây, đất đang bên em đang cắt lúa đấy. Thì sau khi cắt xong thì bên em sẽ tiến hành đưa máy vào để cải tạo cái ruộng này. Để tạo cái ruộng lúa này thành một cái ao để nuôi ốc. Thì mục đích cũng để mở rộng thôi, mở rộng cái trang trại bên em, cũng như cung ứng thật nhiều cái con giống cũng như thương phẩm ra cái thị trường để đáp ứng cái nhu cầu của bà con. Thì hiện tại là bên em cung ứng hầu như là tầm 50% thôi. Hiện tại như hôm nay là ngày 16 tháng 2 thì em đã hẹn cái đơn hàng mà giao tới ngày 30 tháng 3 rồi. Thì em cung cấp không xảy nữa. Quá nhiều rồi. Thì đây là cái ruộng lúa. Cái ruộng. Bên em sẽ tiến hành cải tạo cái ruộng này. Cái ruộng lúa này để tiến hành nuôi ốc. Đây là cái ao sen lúc trước em quay cho bà con này, cái ao sen. Tại thì đang nuôi ốc bố mẹ ở dưới đây, nuôi tự nhiên nhiều hơn, cũng áp dụng công nghệ Israel á, công nghệ tiên tiến luôn, công nghệ Thái Lan, ốc Thái Lan. Này là dạng nuôi chơi làm thiệt đấy, ăn thiệt đấy, ở đây chảy đâu. Thì bên em sẽ tiến hành cải tạo cái đất trồng lúa lâu năm này thành một cái bể để nuôi ốc. Thì để cải tạo cái ruộng này á, là bên em sẽ tiến hành bê bờ, là không có múc sâu, không có múc sâu như một cái những cái ao để nuôi cá, mà chỉ tiến hành bê dòng bốn bờ thôi, bốn bờ bê dòng bốn bờ, và ở phía giữa thì vẫn là cái ruộng. Mực nước mà chúng ta đưa lên thì tầm hơn nửa mét, tầm nửa mét đến 0.5 đến 0.8 mét thôi, không mà không cần cao nhiều. Và ở đây sẽ tiến hành trồng bông súng cũng như trồng rau nhút, thì chúng ta sẽ có thêm cái nguồn thu nhập nữa, đó là từ rau nhút và bông súng. Thì những cái cây đó thì chúng ta sẽ thu gọi là thu tầm một tháng sau khi chúng ta gieo trồng là chúng ta sẽ thu được rồi, và nuôi bèo. Thì như bà con biết là người nông dân nào mình làm lúa là nó không có, hiện tại là nó không có khả quan nữa, nên rất là nhiều bà con đã chuyển sang canh tác các loại cây trồng. Đây, như bà con thấy cây bên này lên vườn rất lớn. Thì lúa mà 3 tháng trời mà
trừ hết chi phí là còn được có 1 triệu đến 2 triệu thì một công thì không ăn thua. Nói chung là nó quá thấp, quá thấp so với nuôi các cái loại cò khác. Thì nuôi ốc là một cái xu thế làm giàu mới ở hiện nay. Ở năm 2020 này là tại vì con ốc là nó không có, chúng ta nuôi thì chúng ta không có tốn cái phần cái nhiều về thức ăn. Chúng ta nuôi theo cái công nghệ tiên tiến Israel nó chia sẻ cho bà con đó, công nghệ Thái Lan đó. Chúng ta cứ thả lan thôi. Còn thấy lúa dữ không? Lúa cày 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 vậy đó chứ cũng có tiền, bán ra cũng có tiền. Nhưng mà tiền xong rồi phân bón này nọ cũng hết. Thì quay lại với cái ruộng này. Ở đây em sẽ bắt đầu thiết kế. Thì em sẽ thiết kế trên AutoCAD nha bà con. Nói chung là nông dân nhưng mà cũng biết được một vài thứ về cái AutoCAD. Thì em sẽ thiết kế và chia sẻ với bà con luôn, để bà con có thể bước đầu hình dung được cái các cái bước chuẩn bị để chúng ta cải tạo ruộng canh tác lâu năm để chuyển sang nuôi con ốc. Thì em sẽ gửi đến bà con tất cả các bước mà bên em sẽ chuẩn bị để cải tạo cái ruộng này, từ khâu thiết kế cho tới thực hiện đào ao, thực hiện trồng gãy voi, nói chung là thực hiện các cái bước mà chuẩn bị trước khi xuống giống, đó là xử lý ao hồ, trồng các loại cây thủy sinh. Thì tổng quan mà để chuẩn bị được là tầm một tháng rưỡi chúng ta mới bắt đầu xuống giống. Thì ở cái những cái em sẽ gửi đến bà con ít nhất là ba tập về cái bước chuẩn bị để cải tạo cái ruộng lúa này sang một cái ao để chúng ta nuôi ốc. Thì hy vọng là bà con hãy nhớ đón xem cũng như là ủng hộ kênh của trang trại của Đèo Tháp. Rồi, ok, em sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế trên CAD nha bà con. Em sẽ thiết kế trên CAD là đầy đủ những tham số. Thì chúng ta trước khi chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ bắt đầu phải có một cái bản vẽ, giống như chúng ta xây nhà thôi. Chúng ta xây nhà thì phải có cái bản vẽ để chúng ta thiết kế. Thì em sẽ tiến hành thiết kế cho bà con xem luôn. Nhưng mà cũng đơn giản thôi. Chúng ta em thì cũng dễ cách nghiệp dư thôi chứ cũng không có chuyên nghiệp như mấy thằng kỹ sư mà thiết kế nhà cửa. Nó nếu mà em thiết kế đơn giản thì bà con còn đọc được, chứ mà thiết kế mà dạng như mấy thằng đó thì bà con nhìn vô những đám rừng thôi chứ không biết gì đâu. Rừng nhìn vô thông bỏ luôn chứ đọc gì đó nữa đâu. Rồi, ok, bây giờ em sẽ bắt đầu thiết kế nha bà con. Thì đây là cái bản vẽ mà em thiết kế nha bà con. Thì đây là phần mềm AutoCAD. Nói chung là ngày xưa thì em cũng có được tìm hiểu về cái AutoCAD này, nên cũng biết vẽ được chút đỉnh được. Nói chung là kiếm cơm được thôi chứ cũng không có vẽ chuyên nghiệp cho mấy. Rồi, thì tổng cái diện tích mà cái đất mà bên em cải tạo lần này là 5.000 m2. Cái đất này có chiều ngang là 16 m và chiều dài là hơn 300 m, nên em dễ 300 thôi, nhưng nó chẳng. Đây như bà ngang, bà con thấy đây là bà ngang, nó bề ngang nó 16 m. Ở đây em ghi là 16.000 là 16.000 mm nha bà con. 16 m², ngang 16 m và dài 300 m. Cái khúc này là em cắt nó ra thôi, nói chung nó dài lắm nên em để lại. Ở đây thì bên em thiết kế là cái bờ, hai bờ và ao ngay giữa. Mỗi cái bờ là 5 m, 5 m, ao 6 m. Thì cái ao nó 6 m, cái mặt cái miệng ao á là 6 m, nhưng mà cái đáy thì chúng ta sẽ còn có 14 m thôi. Đây như con thấy đây. Chúng ta sẽ có một cái đường gò xéo xuống 1 m.
Thì đây là cái hình phía trên này nè. Cái hình phía trên này là cái hình chiếu bằng. Có nghĩa là ở trên chúng ta nhìn xuống đó. Từ trên chúng ta nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy đây là cái bờ nè. Đây là cái bờ. Bờ của dưới là cái ao. Lúc này là em cắt bỏ đi rồi, cái ngắn này thôi cho bà con dễ nhìn. Đấy. Thì đây là cái miệng ao nè, miệng ao nó 6m. Còn cái hình này là cái hình mặt cắt nha bà con. Mặt cắt nghĩa là chúng ta nhìn thấy được cái đáy ao nè, cái miệng ao nè. Đây chúng ta cắt ngang chỗ này nè. Chúng ta cắt ngang chỗ này chúng ta nhìn thôi. Thì nói chung là bà con cũng không cần phải quan tâm nhiều quá. Thì ở đây là cái ao là bên em múc xuống là 1m. Thì chúng ta múc đất 1m, chúng ta đắp lên bờ 1m. Là có nghĩa là cái bờ của em từ cái đáy ao lên cái bờ là nó 2m. Thì chúng ta cứ hiểu là nó 2m đi, chứ thực tế thì sau này nó đất nó sẽ dẻ xuống thì nó sẽ không được 2m đâu. Nói chung là chúng ta đắp, chúng ta đắp múc 1m lên, chúng ta đắp lên nó chính xác là nó sẽ cao 1m đó, nhưng mà đất nó sẽ dẻ xuống. Thì chúng ta nuôi ấp thì cái độ sâu của cái ao á là từ 0.5 đến 1.5m là tốt nhất. Ở đây là bên em chỉ đào xuống 1m thôi. Cái ruộng chúng em chỉ đào mà bên em chỉ đào cái sâu xuống 1m là lấy cái đất của cái 1m đó đắp lên bờ, đắp lên làm cái bờ. Bờ hai bên đây. Hai bờ đây. Hai bờ. Thì sẽ đánh một cái đường gò. Như con thấy đây. Chúng ta sẽ đánh một cái đường gò xéo nè. Là cái bờ là 5m nè. Cái bờ bề ngang là 5m. Thì chúng ta sẽ đánh một đường gò ra cái đáy của cái bờ này là 6m. Như mà con thấy đây là cái miệng ao nè. Cái miệng ao nó có kích thước là 6m. Thì cái đáy nó tớp lại còn có 4m thôi. Đáy ao còn 4m. Hai cái đường mà gò xéo này là mỗi đường là 1m. Thì đáy nó còn 4m. Đây là cái ao. Hình mặt cắt chúng ta thấy được cái chiều cao của cái ao. Thì trong cái ao, hai cái bên bờ bên đây á, thì bên em sẽ tiến hành trồng các loại cây ăn trái như là mít, xoài. Còn ở dưới ao này là sẽ tiến hành nuôi ốc, trồng các loại cây như là bông súng nè, keo nhút. Dọc hai bờ sẽ trồng điện điển. Thì chúng ta nuôi ốc thì chúng ta sẽ trồng cái cây thủy sinh đó trước. Chúng ta sẽ trồng tầm 1 tháng sau thôi, chúng ta sẽ có được cái thu nhập từ cái cây rau nhút nè, bông súng nè, bông miền điển. Chúng ta sẽ trồng miền điển Thái, nó có bông rất là nhanh cho chúng ta, gọi là tạo cái nguồn thu trước khi chúng ta đợi tới nguồn thu của ốc. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn lập nghiệp á, thì đây sẽ là một cái bước mà chúng ta lập nghiệp gọi là ít đầu tư nhất. Thì các bạn ở đây, các bạn không cần nhiều đất đâu, chúng ta chỉ cần khoảng 1.000m² hoặc là 2.000m². Thì đất hiện tại là như bên em biết đó, là nếu mà đi thuê á thì ở dưới quê này thuê thì tầm 3 triệu một công là gọi là mắc nhất rồi, 3 triệu lại thôi, 3 triệu một công ở lại. Nếu mà không có đất thì đi thuê thì 2 công thôi, tầm 2 công là 6 triệu, 2 công 6 triệu cho cái tiền cải tạo chúng ta múc, thì tầm thêm 3 triệu một công nữa, 3 triệu đến 3 triệu rưỡi một công, 3 triệu rưỡi một công, 2 công cho 7 triệu, tổng tiền thuê là 13 triệu rồi. 3 triệu thì chúng ta tầm chúng ta đầu tư thêm trồng các loại cây thì tầm 5 triệu nữa là 18 triệu. 18 triệu thì chúng ta sẽ còn chúng ta đầu tư khoảng 5 đến 10 triệu tiền giống. Thì nói chung là khoảng 30 triệu, 30 triệu chúng ta có thể, các cái bạn trẻ có thể lập nghiệp được. Hoặc là các cái nông dân nào mà nếu mà đang mà lúa mà không có thu nhập cao thì chúng ta có thể chuyển sang cái mô hình canh tác. Thì khi mà chúng ta trồng
chúng ta thả giống và chúng ta trồng cây á, thì cái tháng đầu tiên, sau tháng đầu tiên chúng ta sẽ có thu nhập từ cây bông súng, từ rau nhút, từ yên điển, và hai tháng nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu thu nhập từ nó. Và nếu mà chúng ta trồng ở phía trên hai cái bờ này, chúng ta trồng các loại cây ăn trái mà gọi là nhanh thu trái, như là cốc thái, mít thái, các cái loại mà cái cây của thái đó, chúng ta khoảng 1 năm đến 2 năm chúng ta sẽ có thu nhập từ các loại cây đó. Chứ mà làm này thì chúng ta lấy ngắn nuôi dài thôi. Trong cái ao này là chúng ta sẽ tận dụng nuôi thêm các cái loại cá tự nhiên, nuôi tép, nuôi tép rong nè, các loại cá tự nhiên như là cá trắng. Như thế thì cái đó 1 năm chúng ta có thể tái 1 lần, hoặc là chúng ta chỉ đặt đủ và bán thôi. Nói chung là chúng ta cứ tạo cái sản phẩm sạch đi, sản phẩm ngon thì sẽ có người mua thôi. Đơn giản là như là cái ruộng của em hiện tại là dưới đó rất là nhiều cá rồi, sắp tới thì em sẽ mở lên cái ruộng sinh thái thôi. Vậy nói chung là cũng cái bản vẽ này thì cũng đơn giản thôi. Thì khi mà chúng ta, đây là cái bước đầu tiên thôi, chúng ta muốn thực hiện gì chúng ta phải có một ý tưởng, chúng ta lên một cái bản vẽ. Thì bước đầu tiên là gì? Đấy, bà con hãy xem kỹ lên nha, chung là cũng không có gì phức tạp cả, đơn giản thôi. Cái hình trên này là hình chiếu bằng nè, trên chiếu xuống nè. Còn đây là cái mặt cắt thì chúng ta mới thấy được cái độ sâu của cái ao, cái bờ. Thì ở tập này thì em chỉ giới thiệu sơ về cái thiết kế thôi, một cái ý tưởng ban đầu. Tập sau mà khi múc và cải tạo thì em sẽ tiếp tục giới thiệu đến bà con. Sau khi múc xong thì sẽ tiến hành để vôi, tiến hành cho nước vào, vào trồng thủy sinh. Nói chung là em sẽ gửi đến bà con tất cả các bước mà nãy bên em chuẩn bị cho khi xuống giống. Có thể là rất là nhiều tập. Nói chung là thì làm chia sẻ cho bà con thôi. Ok, thì em cũng nói chung là tới đây là em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì nếu bà con nào mà cảm thấy hay thì cho em xin một nút like. Và nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật sớm nhất các cái video mà gửi đến bà con. Em cũng xin chào bà con, hẹn bà con các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.